Thúy ơi, mày làm nhanh nhanh hộ tao cái. Thì về cho con nó bú tí. Này, nói thẳng ra là về cho chồng bú đi. Không phải bày đặt gì. Con, cái gì cũng đổi cho con. Cái con khỉ. Thúy ơi, mày làm nhanh nhanh hộ tao cái. Về cho con nó bú tí. Cái gì? Mày bảo mày về cho con bú á? Trời ơi, tầm này mà mày cho con bú nó cũng chả thèm bú ấy. Giờ này còn cái gì nữa mà bú? Này, nói thẳng ra là về cho chồng bú đi. Không phải bày đặt gì. Con, cái gì cũng đổi cho con. Cái con khỉ. Sao mày lại nói thế? Làm người ta nghe thấy làm tao mất quan điểm. Nấu hết cả ruột nhưng còn biết ngại. Thì tao phải nói tránh ra như thế chứ. Ai như mày nói tuẹt ra thế thì người ta biết hết à. Mà tao khen cái thằng chồng mày cũng tài thật. Hồi trẻ nhưng nói giờ như kiểu mà cái sơ mướp rồi thì còn cái gì nữa mà bú bú mà chửi mút mút. Này, mà suốt ngày gọi về vào cái giờ này. Nó ấy, nó bảo là nó cai ti từ lúc 2 tuổi rồi. Mà tao chả thấy lúc nào là nó cai được hết ấy. Nó bảo rõ ràng anh cai rồi mà, mẹ anh cai cho anh rồi. Mà đến giờ anh vẫn thèm. Tiền sư nó thế chứ định. Bôi dầu gió vào cho nó hết thèm. Bôi dầu gió vào ấy, thì nó lại lấy chân nó xoa. Xong rồi nó ti tiếp. Đến lúc nha, tao cứ nghĩ là nó không uống được rượu đúng không? Tao lại bôi rượu vào cho nó khó chịu mà. Thì lần sau nó đỡ khỏi nó khỏi ti. Mày đúng rồi này. Một thời gian sau ấy, nó không những nghiện ti mà nó còn nghiện cả rượu ấy. Tiền sư nó chứ nhỉ. Vừa mất tiền vừa lại mày mất công. Đầu óc ngu si tứ chi cũng không phát triển được nữa chứ. Đằng người ta đầu óc ngu si tứ chi phát triển cao đành. Đằng này người không cao được. Không biết là phát triển ở chỗ nào. Lại còn đi để bôi rượu vào thì không khác gì gọi là mời nó nghiện. Chỉ ai biết được, từ lúc đầu nó có thích rượu đâu, nó ghét rượu như gì ấy. Đấy là bởi vì nó chưa được nếm qua nên là nó mới thế. Chứ ôi bọn đàn ông mà nó đã nếm qua rượu rồi thì cái thứ cay cay đấy thì không bao giờ mà bỏ được. Giống như kiểu mà nghiện thuốc lá ấy. Ừ, mà công nhận nhá, cái giống mà cay lần đầu ấy thì không sao. Mà tái nghiện rồi khó cai lắm mày ạ. Chả thế còn gì nữa. Những cái đứa mà đã tái nghiện lại rồi không bao giờ mà cai được luôn. Mày, lẽ ra mày phải cho đi trại số 02 để mà học hỏi. Ôi ôi. Này nhá, nó rõ ràng nó bảo tao. Anh á, mẹ anh cai nghiện cho anh từ lúc 2 tuổi cơ. Thế mà đến lúc lấy em về, anh lại nghiện hơn. Có chết dở không như nị. Thằng nào mà nó chả mật ngọt như thế, nó chả bốc phét như thế. Không phải bóc phét mỗi mồm đâu, nó làm thật ấy. Mà mày ạ, suy đi tính lại ấy, thì cũng tất cả là lỗi do tao. Thế chả do mày thì do ai? Không nhẽ chồng mày nghiện là do tao chắc. Do mày, tao lại đặt cho mày một phát đi giờ chứ. Do mày, này, chẳng qua là do tao là hấp dẫn quá. Nên là chồng tao mới nghiện đấy. Ôi giời ơi, nói đi nói lại đổ lỗi ngược xuôi như quanh ra hóa ra lại là tự khen mình đẹp hấp dẫn hả? Chứ sao nữa, nếu mà tao mà không hấp dẫn ấy, thì nó đã không nghiện rồi. Ta lệnh mày. Mày phải nên công nhận với tao như thế đi, chứ không phải lại tao đâu. Không phải là do mày hấp dẫn đâu. Mày không thấy đấy à? Xấu xấu như thị nở đấy. Mà chí phèo vẫn còn thích nữa cơ mà. Cho nên á, đàn ông dễ lắm. Không cần phải đẹp, không cần phải hấp dẫn nhá. Ôi dồi ôi, thế thì mày lại chả biết gì rồi. Đàn ông á, nó không dễ như mày nghĩ đâu. Quá dễ luôn. Chí phèo ấy nhá, nó vẫn gặp thì nở suốt ngày ấy thôi. Nhưng mà lúc đầu nó có yêu, nó có thích đâu. Nhưng mà sau ấy, vì cái bắt cháu hành, nó mới cảm nắng ấy chứ. Xong nó mới thích ấy chứ. Này, cơ bản là nó no cái dạ dày, bắt đầu nó hứng thú lên. Chả thế thằng chồng tao cứ cho nó ăn no phát, nó dừng mỡ nên là nó thích ngay. Cứ phải cho nó ăn no mẹ.
Mày nói thế thì chỉ đúng một phần ở mé nhà mày thôi. Đúng là có thực thì mới vực được đạo. Thế nhưng mà đi ra xã hội thì nó lại không hoàn toàn như thế đâu. Nói đơn giản nhá, như hôm trước tao đi thể dục đằng kia kìa. Thì đi thể dục thì mặc quần đùi ngắn thế này. Ai bảo mày mặc ngắn làm gì? Im để tao kể. Đáng kể thì nhảy vào mồm. Đấy, mày có giỏi mày kể nốt luôn cái phần sau hộ tao đi cái. Tao đỡ phải nói. Tao có đi tập thể dục đâu, tao biết chuyện đằng sau nó như thế nào. Thế mà cứ loi choi cầm đèn chạy chiếc ô tô như thật đấy. Dặn bao nhiêu lần rồi, cái con gái cái nết ăn nết nói nó phải từ tốn ghê. Người nói là phải có người nghe. Không phải hai đứa nhảy bổ vào để nói đâu. Thôi mày kể nốt hộ tao cái gớm. Đứng đấy mà giáo huấn đấy. Nhá, tao mặc quần đùi ngắn lên đây, áo ba lỗ. Đấy, đang đi. Thế là tao thấy mấy đứa nó đang đứng ở đằng kia nhá. Thế là tao đi gần đến đấy là tao đi kiểu này nhá. Này, cầm lấy. Tao đi này. Im để tao kể cho mà nghe. Thế là, em ơi, xem xinh thế. Cho anh xin số điện thoại với. Mày biết tao nói gì không? Bố ai biết được. Tao bảo là, anh ơi, hoa đã có chủ rồi. Đấy. Thế mày lại biết nó nói gì nữa không? Thôi, mày đừng hỏi nữa, mày làm tao xót hết cả ruột. Cái gì là nó cũng phải theo thứ tự, nó có ngọn có ngành. Ví dụ đây này, đấy, gốc đây, ngọn đây, nó còn có những cái cành nhánh này, nó phải từ từ mới dần lên đến đây chứ. Cứ vắn tắt à. Thế là nó làm câu này chứ. À, hoa mà đã có chủ rồi, thì anh sẽ đập bỏ chậu anh lấy hoa. Mày thấy tao có hấp dẫn không? Chỉ cần đẹp là được rồi. Mày mà đẹp á, thôi tao xin. Mày ngang tầm với thì nở thôi mà. Thôi, sao mày lại có thể vùi hoa dập liễu như thế nhỉ? Để tao nói cho nghe này. Phụ nữ ấy, người ta phải đẹp tổng thể, đẹp tổng quát. Cái đường đi lối về của mày, tao thấy không ăn thua. Thì chỉ hơi vòng kiềng một tí thôi mà. Cái chân vòng kiềng của mày ấy, thì ai cũng nhìn thấy rồi, không cần mày phải khoe nữa. Khoe bao giờ? Thì đấy là tao nói thế. Còn mà cái kiểu mà mày đi cứ uốn éo, thấy trai cứ đi uốn éo thế là cái ấy là không chuẩn đâu đấy. Thế con này mày rốt thế nhỉ? Đấy thì là tao đang rắc thính ấy, để câu like ấy. Ôi dồi ôi, câu like thì cũng phải nhìn vào bản thân mình có gì để mà câu chứ. Ba vòng của mày, nó có vòng nào ra vòng nào không? Người ta con gái thì vòng 1 ra vòng 1, vòng 2 ra vòng 2, vòng 3 ra vòng 3. Vòng nào ra vòng đấy chứ đằng này. Trong cái vòng 1 kìa. Chào ơi. Này, không phải chẹp chẹp cái miệng nhá. Bây giờ bao nhiêu? Gần 4 xịch rồi. Con thì mấy đứa rồi. Nào thì con kéo trùng lôi. Làm sao mà nó như ban đầu được nữa. Mà mày chẹp chẹp cái gì? Thế mà còn đi rắc thính với giải thính của trai với trai nữa. Thì đấy. Thì ý tao mới đang bảo là không cần phải có thực mới vực được đạo. Chỉ cần thế này thôi mà ta đi rắc thính mà bọn nó vẫn mắc thính đấy. Bọn ấy tao nghĩ là thị lực của bọn kia nó cũng có vấn đề đấy. Thị lực có vấn đề? Nó thấy mày đi uốn éo thế mà nó vẫn thích được. Đi như kiểu là thoái hóa thấy đẹp đẹp thế mà vẫn thích được. Con mất dạy. Vãi đời, cái dáng đi của người ta đẹp như thế. Mày biết tao phải tập đến cả năm trời. Thế mà mày bây giờ mày dám tả cái dáng đi của tao. Cái gì, dáng đi thất vị đứa đẹp. Cái mắt mày, cái thị lực của mày nó mới là có vấn đề. Cái dáng đi của tao nó đẹp như thế. Mà mày dám bảo dáng đi của tao là dáng đi thoát vị đĩa đệm à? Chật thế à? Đi như là bị đái thật như thế thì chả thoát vị đĩa đệm. Ít ra cũng phải đi như tao này. Là mới là gọi là thả thính này nhá, học hỏi nhá. Đây. Úi dồi ôi. Đi đi như dạng lúa mày là đi thả thính. Mày thấy chưa? Chân tao ngắn mà tao còn đi được đẹp như thế. Này, thính của tao vứt xuống ấy là bọn nó đập ngay. Thính thối. Thối đâu thối, thơm lừng. Thính thơm đấy nhá. Mày ở đấy mà đớp thính thơm nhá. Tao đi về đây. Tao đi về để cho chồng kéo đây. Thế mày về cho chồng kéo thật à? Thế tao cũng về cho nó kéo cho nó sướng. Mày đi theo tao à?